Hello guys, it's me, I'm Thanh from Alma English and welcome back to my videos. Xin chào tất cả mọi người, mình là Miss Thanh đến từ Alma English và chào mừng mọi người quay trở lại với video clip của Thanh. Uh, quay trở lại với video clip hôm nay thì hôm nay Thanh đọc uh, một quyển sách và nó có một cái câu quote khá là hay muốn chia sẻ cho mọi người và thông qua cái câu quote này chúng ta sẽ học được cách phát âm một cái âm how to say một cái âm khá là khó uh, đó là âm i âm i căng, ok, hay người ta hay nói là âm i dài, yes. Look at the board please. Mình nhìn lên bảng nhá. Thành có câu. You must find the dream. Then the way becomes easy. Great. Dịch nôm na có nghĩa là gì ta? Bạn phải tìm ra được cái giấc mơ của mình. Và sau đó thì con đường sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ok? You must find the dream. Then the way becomes easy. Great hay đúng không ạ? Chúng ta sẽ bàn với nhau sau về cái ý nghĩa câu quote này và cái bài học của câu quote này là gì. Và bây giờ chúng ta đi trước vào cái phần phiên âm của nó và đọc cái câu quote này sao cho hay nha. Yes. You must find the dream. Như Thanh đã nói, hôm nay Trình Thanh sẽ chú trọng vào cái âm y dài. Right. Âm y. Y căng nhá. Ok, bây giờ mình sẽ đọc cái phát, cách cái phát âm cái âm y căng như nào nhỉ? Đầu tiên là mình sẽ cười lên và lưỡi của mình sẽ để vị trí tự nhiên ở giữa giữa, đúng không? Và mình phát âm ra cái âm này. E. Great. E. E. Được chưa? Để lưỡi ở giữa này và sau đó mình sẽ đọc cái câu này nó hay hơn. E. E. Repeat after me. E. E. Great. Được rồi. Cái từ này đầu tiên mọi người ghi lại dấu hiệu thanh nhá EA là dấu hiệu của âm Y Y dài Ok Lý thuyết thứ nhất EA Là dấu hiệu của âm Y Y dài hay là Y căng Ok Y Chính vì vậy ở trước cái từ Dream này Được chưa? Mình sẽ đọc lại Dream Dr Dr Dream Ok Thanh sẽ phiên đâm được như này đúng không? Mọi người lưu ý cho thanh cái hai cái chữ đầu tiên là dr dr dr. Ok, dr nhá. Dir. Dream. Nhớ ending sound của thanh là âm hm, Dream. Wait. You must find the dream. You must find the dream. À, thanh thấy một cái dấu hiệu ở đây nữa, đó là khi mà các bạn thấy trường hợp là cần chữ ind thì cái chữ i này nó sẽ được phân phiên âm thành âm i được chưa? tức là khi mà mình thấy cụm từ là ind thì chữ i này sẽ được phiên âm thành âm i i ok mình đọc như là cái chữ i ở trong tiếng việt nhưng mà nó lại thêm dấu hiểm một xíu nữa ngân ra một tiếng i i great so find 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 <laughs> được không? ok you must find the dreamed You must find the dream Dream okay? Then the way The way becomes easier Easier Ok, mình sẽ xuất hiện cái từ easier E-A là dấu hiệu của âm E-dài, cho nên mình sẽ phiên được phiên âm là Easy Easy Ok, easy Easy Được chưa? Repeat after me Easy Easy Mọi người lưu ý cho Thanh nhá, EA là dấu hiệu của âm y dài mình đã học ở đây rồi đúng không? Tiếp theo đó là khi mà chữ SC mà đứng đổi ở giữa hai nguyên âm, tức là sao? EA là âm y, y dài cuối từ được phát âm là âm y. Cho nên nó đứng giữa hai nguyên âm, chính vì vậy âm SC sẽ được phiên âm là chữ Z. Đúng không ạ? Âm SC sẽ được phiên âm chữ Z. Thế nên mình sẽ có một cái dấu hiệu đó là khi mà nguyên âm cộng S cộng nguyên âm thì cái chữ S này sẽ được đọc là Z. Z. vậy thì mình sẽ đọc là easy easy ok âm Y e này i e. được chưa i e -e đấy e. và mình thêm là sau easy easy great then the way become easy ok that is cái con này rất là hay đúng không you must find the dream Then the way become easy Đầu tiên là bạn phải tìm ra được cái giấc mơ của mình Rồi sau đó thì con đường sẽ trở nên dễ dàng hơn Câu này rất là hay Bởi vì sao? À, thường mọi người đi Thường mọi người là không có ước mơ Không có giấc mơ Thế nên là mọi người khi mà mọi người làm một cái việc gì đó Mọi người chỉ biết là hôm nay làm cho qua việc Hôm nay làm cho qua việc thôi Và dẫn đến là mình không biết mình sẽ đi về đâu Và kết quả mình mong muốn là gì thì sau câu khuyện này Thanh muốn hy vọng là mọi người Chỉ cần mọi người xác định được rõ ràng cái giấc mơ, cái ước muốn của mình Thì con đường mà mình đi đến cái giấc mơ đấy nó sẽ rõ ràng hơn và nó sẽ dễ hơn rất là nhiều Bạn cứ tưởng tượng đi, khi mà bạn xác định là bạn đi đến đâu Thì có phải là bạn dù ngắn hay dài, dù cái thời gian có nhanh hay chậm Thì bạn vẫn đi đến cuối con đường đó được Tuy nhiên khi mà bạn không xác định được rằng là bạn sẽ đi về đâu thì nói thực là cả đời bạn cũng không không thể đi đến cái con đường mà bạn mong muốn Hoặc là cái điều mà bạn mong muốn được Đúng không ạ? Ok, đó là cái câu quit mà Thanh muốn chia sẻ cho mọi người Và đặc biệt đó là hôm nay mình học về âm Y Tức là âm Y dài hay là âm Y căng Và một số dấu hiệu nhận biết ở đây Thanh đã lưu ý cho mọi người rồi Thứ nhất là EA là dấu hiệu của âm Y Đúng không? Thứ hai, khi mà các bạn gặp cụm từ IND Thì cái cụm từ này chữ Y đấy nó sẽ được phát âm là âm I Âm ai đọc sao ta? Ai trong tiếng Việt và thêm chữ dấu huyền nữa, đúng không? Ai. Ai. Yes. Và thứ ba, khi mà các bạn gặp âm S ở trong trường hợp nào đó mà nó ở vị trí là nguyên âm cộng S cộng nguyên âm thì âm S này sẽ được phát âm là z. Ok? Are you clear? Yes. That's it for today. I hope that you will learn something from my videos and you will enjoy this video đó là tất cả những điều mà thanh muốn chia sẻ ngày hôm nay và thanh hy vọng là mọi người sẽ học được một cái điều gì đó qua video clip của thanh để thanh có thêm nhiều động lực để có thể làm những video clip tiếp theo hay hơn và chia sẻ được nhiều kiến thức hơn nữa cho mọi người it's time to say goodbye bye